tí nha con ơi. Đi gạt nhỏ này. Mẹ cổ quen này. Mẹ cổ phết quen này. Đây sẽ khủng long bao chỗ nha, đây khiến chủ khủng long bao chỗ này. Ở trong này có hai chủ khủng long này, bị nhốt này. Để mà. Ok. Bảo các bạn.